Hello anh em ha, thì bữa nay mình qua địa chỉ mới. Thì cái em trai này là cọc từ lúc ở bên địa chỉ cũ rồi. Cọc là lúc tháng 10, ngày 10 tháng 6 năm 2023. Bữa nay là tháng bao nhiêu? Bữa nay là 13 tháng 8, là gần 2 tháng anh em ha, gần 2 tháng là mới có em ti 15. Thì khi mà anh em khách cọc á anh em là sẽ được sao ta? Mình cũng rất ít khi nhận khách cọc lắm, tại vì cọc sợ anh em chờ lâu, có anh em chờ mấy tháng luôn anh em. Như anh em này là chờ 2 tháng mới có xe nè, thì khi mà mình cọc là thứ nhất là xe em sẽ được mua giá tốt hơn đúng không? Rồi thứ hai là sẽ được chọn lựa nữa anh em. Thì cứ thích lựa chiếc nào lựa, rồi quay xe ở đây. Thì những con xe này nè, mua là phải có mối quan hệ mới mua được anh em. Nói chung là cũng của mấy anh em á, người ta không có đi á anh em coi nè. Xe người ta mua giờ vỏ gai chỉ còn full luôn. Rồi qua đây anh tặng cho cái áo nè, thử vô cái áo coi. Lâu lâu tại anh qua địa chỉ mới á, nên quay clip chứ mấy thường bữa cũng ít quay lắm. Bữa nay mình qua địa chỉ 106 đường Trần Văn Kiểu, phường 10, quận 6 nha. Đó, áo này thì anh em mua xe thì sẽ được tặng một cái. Nó giống như cái vải mà thương hiệu em này đang mặc luôn nè, giống y chang luôn. Vải nhiều khi ra tốt hơn. Em đánh giá cái vải đi, y chang đúng không? Vải local mà, đúng không? Đặt rồi cho anh em. Rồi quay lại cho anh em coi nè. Đó, anh em nào mà thích thì qua mua áo không cũng được, còn anh em nào mua xe thì đương nhiên phải tặng được anh em cái áo rồi. Đó, rất là đẹp. Mình cũng đang mặc luôn nè anh em. Đâu đâu em vô trong em thay thử coi đẹp không. Cái áo của em đang mặc cũng là áo local á anh em, có nghĩa là áo có thương hiệu á. Thì mình đặt giải là giải cũng thuộc dạng cao cấp á anh em. Rồi thì con xe này có đầy đủ. Xe này cũng có anh em cọc rồi, hai con xe này hôm bữa mình quay nè. Đó thì rất là đẹp. Thì em nó lựa thì sau cái sự chọn lựa thì em nó sẽ lựa con xanh. Còn con đen này cũng có người cọc luôn anh em. Đó. Xe này thì có chân chống đứng đồ này nọ đầy đủ hết, bát hạ phuộc đầy đủ luôn. Hai chìa khóa đầy đủ cho em trai luôn, rất là tuyệt vời. Đó, nói chung là cọc thì giá rất là tốt anh em. Con này mình bán hơn 50 triệu chút xíu thôi mà xe lướt nha anh em. Xe này mới đi có mấy ngàn cây thôi. Tại vì em trai có cọc trước thì giá nó sẽ tốt hơn và bắt buộc phải chờ. Đâu, đẹp hơn cái áo nãy luôn, đúng không, đúng không? Đều hơn áo nãy luôn, quá tuyệt vời luôn. Vừa luôn, quá tuyệt vời. Rồi bây giờ dắt xe xuống luôn đây. Dắt xe xuống luôn. Rồi thứ hai anh em mình ký đây là giấy tờ ha. Thứ hai em cầm theo cái này, với lại cái căn cước. Cái căn cước rồi ký. Rồi ok, xíu nữa anh sẽ chụp hình lưu lại. Còn cái này thì mình bỏ ha. Em chuyển khoản rồi, giấy cọc này cọc rất là lâu. Cọc mà mình chuyển nhà, chuyển qua chuyển lại mà cái tờ giấy nó rách nát luôn anh em. Tại vì mình chuyển rồi á, mình gom đồ đi rồi á, cái tờ giấy nó rách luôn, tờ giấy cọc nó rách luôn. Thì cũng anh em tin tưởng thôi. Đó thì cọc em thấy sao, xe ở ngoài đẹp hơn trong hình đúng không? Thường thường mình quay trên clip á, trong nhà nó tối á, nó sẽ không có đẹp. Khi mà mình ra ngoài thì xe nó sẽ đẹp hơn. Nó thì hầu như con xe này là như mới luôn. Anh thấy là nó như mới luôn, chả khác gì xe mới á. Mà nó có đồ chơi nè, chống đổ rồi rồi chắn gió nè, rồi chân chống nè, bảo vệ ti phuộc nè, bảo vệ két nước nè, đầy đủ luôn. Cục máy thì em coi nè, thấy không, cục máy thì nó sáng chừng thấy không. Bây giờ xe mới thì giống như xe này anh nói thì của cái anh đó, anh mua về cho vợ, nhưng mà vợ anh không chạy luôn, vợ anh không sử dụng luôn, thì y chang vậy đó. Anh về anh chỉ thay nhớt xong rồi anh dựng đi thôi, cho nên mọi thứ nè em có thể quay cận vô đây cho mấy anh em coi, cho nên mọi thứ nó rất là mới keng. Đó, này là mấy anh em mà mua xe bên mình, mấy anh em mà để xe cho mình, mấy anh em cũng tốt lắm. Rồi còn về cái này nè anh em, cái này nè anh em quay vô đây cho anh em thấy. Cái này nó xét là do cái này là không phải là bộ phận trong chiếc xe nha anh em. Cái này là cái chống đổ người ta gắn thêm nha anh em, và mấy con ốc chống đổ này á là bằng sắt cho nên nó xét. Anh em không thích về anh em thay con ốc nha, chứ con ốc này không phải là con ốc ở trong chiếc xe này. Và em cũng biết là cái chống đổ này, xe này mua là không có cái chống đổ. Nhiều anh em hay thắc mắc là tại sao chỗ này nó xét đồ này nọ đó anh em. Thì cái này là nó không phải trong bộ phận chiếc xe, nó là chỉ là con ốc thường thôi. Con ốc người ta gia công để người ta bắt thêm cái chống đổ vô để mình đi đó, nó khỏi chày. Thì anh em không thích anh em về tháo ốc này ra, anh em gắn ốc khác vô là bình thường ha anh em ha. Đó, còn quan trọng là những ốc zin theo xe nó rất là, anh em lưu ý những ốc zin theo xe nó rất là bền, nó rất là sáng, theo thời gian nó không bao giờ rỉ sét.
là con ốc này nó sắc cho nên nó sát đó anh em ha. Anh em muốn thích thì thay ốc inox vô hay ốc gì đó vô, tại vì hồi đó chống đổ người ta lên người ta để gì rồi đó. Và cái này cũng không đáng quan trọng, anh em đi vài bữa anh em thay cục khác, nó chạy xước anh em thay cục khác thôi. Quan trọng là cái chất xe cho anh em. Rồi ở đây có thêm một cái giá đỡ điện thoại nữa, đi mở phim đồ coi rồi. Rồi bây giờ mình dắt xe xuống ha, em chuyển tiền cho anh rồi đúng không? Không thôi bây giờ dắt xe xuống chạy vòng chơi đi, em dắt xe xuống cho em nó chạy vòng. Thì bên mình á có bán từ xe nhỏ tới xe lớn luôn nha anh em, xe nào cũng có. Ví dụ anh em đi một thời gian anh em chán, anh em muốn đổi Z8 hay R1 gì đó hay là cái gì đó thì anh em qua đổi mình bình thường ha. Đó rồi xưa làm vòng đi, đội nó bảo hiểm vô, chạy đi đổ xăng luôn đi em, chạy đi đổ xăng rồi về lại. Nếu mà xe mà có lỗi gì á thì cứ báo bên anh hỗ trợ, tại vì bên anh có bảo hành mà em. Ừ cho nên chạy vòng đi thoải mái. Rồi cho em trai nó chạy vòng đi. Chỉ nghe em nó gây xăng luôn nha, chỉ cách mở bình xăng luôn em. Chạy thẳng cuối đường là có cây xăng à. Rồi mở bình xăng đây, mở thử coi. Đó, bên mình đang hướng dẫn anh nè. Còn em nó chạy cũng tài yếu. Ừ. Anh em chăm sóc xe là bên mình là có chăm sóc xe đồ này nọ đầy đủ luôn nha anh em, rửa xe chăm sóc xe là đầy đủ luôn, thay nhớt đồ này nọ. Đè xuống em, đè xuống, đúng rồi. Đè nạp đè chừng nào lên thôi, rồi đúng rồi đó. Chạy biết chạy con tay rồi đúng không? Rồi. Và trong khi thời gian em trai đó, em cầm này cho em trai nè. Cái này là cái bát để mình tăng thuộc lên, thì bên anh bên mình bán xe là xe có những gì thì mình để lại cho anh em cái đó hết luôn, trừ khi mà anh em yêu cầu mua xe rẻ hay là xe gì lắm anh em kêu bớt thì mình mới tháo bớt bô đồ này nọ ra anh em. Thì mình còn Z8 2016 nè, Z8 2016 138 triệu, 2 chìa khóa zin đầy đủ, xe nguyên vàng sơn còn zin hết, dán keo nguyên con đó. Anh em mà cỡ chiều cao cỡ 1m7 như mình hay là em trai hồi nãy là đi Z8 là đẹp. Còn em này em Z8 Candy, giá nó hơi cao chút xíu tại em này siêu đẹp luôn nha anh em. Siêu đẹp luôn. Lâu quá chưa mở máy để mở lên. Con này bơm xăng chưa? Con này mình đã ký với chủ rồi nha anh em. Con này là siêu đẹp, một những em sót lại luôn. Em này là 11.000 cây Z8, nguyên vàng sơn. Candy là zin hết luôn anh em. Chưa có dặm tút hay là gì hết, nguyên sơn zin hết. Bô móc nghe đã lắm. Này đi cực mượt luôn nha anh em. Con mà đúng 2016 nó nhẹ hiều à, nó cực kỳ nhẹ, em đi cực sướng luôn. Rồi thì em này cũng có một em trai đã cọc rồi. Cọc của mình rồi. Coi clip YouTube cọc. Hiện tại bên mình là còn mấy anh em đang cọc nữa để mình đọc cho anh em xem luôn. Đọc cho mấy anh em xem. Còn Tăng Tuấn Huy ha. Cọc Ninja 400 nhưng mà bây giờ đổi qua CBR650. Rồi Đặng Đức Tính đang tìm MT15. Vũ Thị Ngọc Trang là nữ nha anh em, đang cọc một em CB150R. Còn một anh nữa cọc một chiếc CBR500R nữa. Nói chung là một số xe rất là nhiều cho nên anh em sẽ thấy là xe bên mình rất là ít, tại vì mấy anh em cọc chờ xe anh em đó.
Rồi. Còn em này nè, em này cho anh em đi nè, xe Thái nè. GBS Demon. Em này chỉ có 40 mấy triệu thôi nha anh em. Em này mình về mấy chiếc màu y chang vậy luôn nha anh em, chứ không phải là anh em nhìn á. Anh em nói là mình có một chiếc này bán hoài. Thực chất đó mình về biết bao nhiêu chiếc là màu y chang vậy luôn. Nó chỉ có một màu này thôi, màu đen đỏ. Đen đỏ này hoặc là màu đỏ đen nhiều, nó chỉ có hai màu thôi. Nhưng màu đó giờ mình chưa có mua được em nào màu đỏ full. Mình chỉ mua là hình như 4-5 em là em đen đen đỏ này. Thì xe này á chạy rất là bền nha anh em. Hầu như là không có lỗi vặt gì luôn nha anh em. Mấy anh em chạy rồi, mấy anh em review cho mình hầu như là không có lỗi vặt gì. 200 phân khối, dáng bự to, đẹp tuyệt vời luôn nha anh em. Đó mà rẻ nữa. Đi biển số nhìn nó ngầu lắm em, nhìn nó lạ, nó khác xa CBR hay R15. Em quay em thấy hai con không? Nó khác xa CBR hay là R15 luôn á anh em. Rồi giới thiệu thêm nữa anh em, đây là cái dàn nón bảo hiểm nè. Anh em mà có muốn mua nón thì bên mình thì đa số là nhập về một số lượng cho anh em thôi, chứ mình không có chuyên. Nhưng mà giá vẫn là giá sỉ anh em, giá lúc nào cũng rẻ hơn thị trường hết đó. Tại mình có một người chị chuyên bán nhập khẩu cái này nè. Đó, cho nên lúc nào giá cũng rẻ hơn giá anh em biết. Anh em mua bên mình là lúc nào rẻ hơn giá anh em biết, tới từ 80 tới 100 ngàn anh em. Cực kỳ rẻ luôn đó. Đây là dãy nón bằng tư. Ví dụ anh em tới mua xe thì có mua được nón luôn. Hả? Còn về nhớt, nhớt chăm sóc xe thì anh em yên tâm. Tại vì bên mình không có bán nhớt anh em. Cho nên bên mình là về những cái dòng nhớt đặc biệt mình đã sử dụng và anh em đã trải nghiệm là ok là mới xài. Toàn bộ là nhập hết, nhập nguyên thùng chứ không phải nhập phi nha anh em. Nhập từng thùng từng lon về. Và bên mình không bán nhớt cho nên mình không có BA cho nhớt. Chỉ là những anh em chơi với mình, hầu như những anh em chơi với mình đi xe mình hầu như là từ đó giờ luôn á, máy móc chưa có hư cái gì mà nhiều luôn anh em. Tại vì mình đi đúng, chăm sóc đúng thì nó bền hoài luôn. Còn mấy cái về việc mà vỏ hư rồi phuộc xì dầu hoặc là nhông sinh gì hết là cái đó mình đi hàng ngày thì nó phải bị thôi. Còn máy móc hầu như mấy anh em đi nhớt của mình là rất là, có một anh em đi xe hả gần 50-60 ngàn luôn mà máy móc chưa thay sinh cam luôn. Nó cũng một ảnh hưởng một phần là từ nhớt đó nha anh em. Anh em mà thay mấy cái nhớt mà nói chung là thị trường bây giờ nhớt cũng có nhớt giả nữa nè. Thay mấy cái nhớt giả thì máy mình nó sẽ mau xuống, mau ấy. Đi nãy giờ em chưa thấy về luôn ta. Rồi ok, cảm ơn anh em đã xem cái clip của Minh Baker. Em ra ngoài em quay cái địa chỉ cho anh em cái đồ mình kết clip luôn. Rồi anh em có cần gì thì cứ liên hệ shop mình. Anh em có mà cần bán xe thì anh em cứ qua mình, thủ tục nhanh lắm anh em. Giấy tờ đầy đủ thì thủ tục đảm bảo anh em 10 phút là ký xong cho anh em. Quay full cái địa chỉ cho anh em luôn. 106 Trần Nhân Kiểu, phường 10, quận 6. Đó. Anh em bán xe thì nhắn tin cho mình trước để mình sắp xếp lịch, để mình nhắn mấy cái giấy tờ cho anh em đem lên rồi anh em ký thôi. Nó nhanh lắm anh em, những anh em bán xe cho mình thì cực kỳ nhanh. Đó, rồi anh em thì bây giờ chắc em mới đi chơi vài vòng rồi đó. Rồi cũng mình cũng chúc em là có nhiều trải nghiệm với lại cái em MT15 nha. Đó, mình đi xe đẹp như mình có dặn anh em á. Xe mình đi mô tô xe đẹp thì chậm, chạy chậm từ từ cho ta ngắm. Không có nhất thiết là phải mô tô là phải chạy nhanh đâu anh em. Đó. Không có nhất thiết là mô tô phải chạy nhanh đâu. Người ta nói hả, dân hay chơi hay có nghĩa là sống lâu anh em. Phi phai cái gì? Phi phai sống lâu thành quyền thoại hả? Phải không? Nói chung là an toàn cho anh em là trên hết. Tại vì lúc nào cũng muốn cho anh em an toàn. Anh em an toàn để vì sao? Mình có một khách, mình kể anh em nghe, có một khách mua con R15 bên mình thôi, mình hướng dẫn anh này nọ. Vừa mua R15 về xong may mắn á, cái làm gì đó, trúng cái gì đó, đùng cái mua luôn, lên luôn chiếc ngàn luôn. Rồi tặng lại mình cái con R15 đó. Kêu anh mình thích bán cho anh bán nha. Tại em mua xe của anh về em làm ăn được, giờ để lại cho anh. Đó, nhiều anh em hay lắm anh em. Nói chung là mình chơi xe cũng hy vọng là anh em làm ăn được, anh em phát triển. Anh em có phát triển thì anh em mới quay lại ủng hộ xe mình. Và đương nhiên những chiếc xe bên mình mua mình sẽ chọn lọc kỹ càng. Để tâm sự anh em chút xíu. Không phải là xe bên mình nó đẹp đâu. Tại sao nó đẹp nè, để phân tích cho anh em nghe. Ủa con này hình như cái mí phân tích cho anh em nghe. Ví dụ một cái chủ xe có tâm á, người ta sẽ bán xe cho mình. Ví dụ con xe chỗ này đi,
thì mấy cái điểm này nè, chỗ này nó bị xì phuộc đây, thì cái phuộc là nó là điều đơn giản, điều bình thường, anh em đi thời gian là nó sẽ xì phuộc thôi, nó không có liên quan tới máy móc hết anh em ha. Thì khi mà qua anh em bán xe cho mình nó xì phuộc, thì hai anh em sẽ thương lượng, xe anh nó bị xì phuộc rồi nè, bây giờ mình là bên mua xe, anh là bên bán xe, thôi anh em mình chịu người chi phí ít để mình thay ro, mình cân chỉnh phuộc lại, mình thay dầu lại cho anh em sang người ta đi cho ok, nó khỏi xì nữa. Đó thì hai anh em này chốt lại vậy rồi, rồi thương lượng là sao, cho nên nó mới có xe, nó mới có xe ngon. Chứ thực chất có xe á, xe nào á, nó cũng có một cái lỗi nhỏ nhỏ đó anh em. Đó, kể cả hãng bán ra cũng có lỗi nhỏ nhỏ, quan trọng là cái những anh em bán xe cho mình đều là những anh em có tâm. Ví dụ cái vỏ trước nó mòn quá, mình nói sao mình thấy cái vỏ trước nó mòn quá, thôi anh em mình người chịu chi phí ít để mình thay cái vỏ mới cho khách sau đi an tâm, thì mấy anh em cũng thoải mái rồi đi về kìa, thì mấy anh em cũng thoải mái rồi, cũng bán cho mình rồi hỗ trợ mình chi phí thay thôi, cho nên những chiếc xe đem tới cho anh em hầu như nó không bị hư gì hết, nó không bị hư hay là anh em về khỏi cần phải thay thế bất kỳ cái điều gì hết đó. Còn những cái mà điều anh em đi là bố thắng, vỏ, đĩa, nhớt, nước mát thì bắt buộc mình đi, mình mua xe mới hay xe cũ thì bắt buộc phải thay thôi. Nhưng mà khi mà mình mua xe vô thì mình với lại chủ xe cũng đã thương lượng là làm sao chiếc xe đem tới cho anh em là xe hoàn hảo nhất có thể. Nói chung là cái người bán cho mình người ta cũng thoải mái, mà cái người mua của mình người ta cũng thoải mái luôn anh em. Nói chung là tiền nó không thành vấn đề, nhưng mà vấn đề là phải có một xe tốt rồi chạy thấy sao, thấy quen chưa? Quá tuyệt vời. Trời, anh nói nãy giờ là em về luôn á, là đổ xăng rồi đầy đủ rồi hết đúng không? Rồi ok, mặc áo đi luôn, mặc áo đẹp ha. Anh trước anh có một cái form áo nữa nhưng mà nó không có đẹp, cho nên anh mới nghiên cứu cái chất liệu vải, thì nó là chất liệu vải local luôn. Em mặc nãy cái áo em mặc local thì em cũng biết là cái hàng nó local á, nó là đẹp. Chắc form giữ form. Đúng rồi, nhưng mà chắc cái này hình này nó bự á, chắc mình giặt là mình phải, nếu mà giặt mới giặt là phải lộn ngược lại đúng không, chứ mình để vậy nó sẽ mau hư cái hình. Đúng rồi, tại hình mình bự quá, nếu mà chữ nhỏ nhỏ như vậy thì nó không sao, nhưng mà cái hình của mình bự quá. Rồi cảm ơn em ha. Rồi có gì anh hỗ trợ, thì thứ nhất á, nói về giấy tờ luôn, thì em trai này á là muốn ký ủy quyền trước, sau này khi mà em trai có cần ra tên gì thì em trai ký mua bán thì bên mình đều có hỗ trợ hết luôn anh em. Thì nếu như bây giờ thì mình ký, mình hỗ trợ anh em sẽ không tốn phí lần đầu, còn lần sau thì anh em muốn hủy cái gì đó thì anh em mình thương lượng phí với nhau. Mình có ở đây, nói chung là ngày nào mình còn sống thì mình sẽ làm hết cho anh em, nên em cứ yên tâm khỏi sợ. Thì em trai nói là bây giờ ký ủy quyền, thì sau này thời gian á, khi nào thích hoặc là muốn đi luôn á, thì mình sẽ kiếm mua bán rồi mình rút hồ sơ mình sang tên. Thì chi phí đồ này nọ mình cũng đã báo với em trai hết rồi, chi phí hủy rồi đó này nọ. Còn lần đầu mai mình với anh em ra ký thì em trai được hỗ trợ miễn phí hết. Còn sau này anh em muốn làm gì đó thì anh em quay lại đây, hoặc là anh em muốn bán cho người khác cũng được. Ví dụ mà em tự nhiên khách của em tự nhiên, tại vì có bây giờ nhiều người ta muốn ủy quyền, sao ủy quyền để có xe đi liền khỏi cần thủ tục rườm rà. Còn mua bán sang tên là xe mình nó phải nằm, phải chờ rút hồ sơ. Thì ví dụ em mua xe này của anh mà mai mốt em không bán lại cho anh, em bán lại cho ông bạn này đi, mà ông bạn này muốn ủy quyền thì qua anh cũng chi phí như cũ thôi, thì hủy một lần vậy rồi đó, năm xị đó, hủy rồi ký lại cho bạn em năm xị vậy đó. Anh em mình đơn giản đúng không, nói đơn giản cho dễ hiểu luôn, là anh em có gì đó mình cũng hỗ trợ hết cho anh em, đơn giản, không có cái gì mà rườm rà hết. Tại có nhiều người tao chỉ muốn bây giờ người ta chỉ muốn mua, nhiều người thì ta muốn rút hồ sơ, nhiều người ta muốn ủy quyền, thì có cái gì đó thì người sao mà muốn mua thì ghé anh, thì bên anh hỗ trợ hết cho khách. Thì cũng có nhiều anh em cũng tới đây hỗ trợ, có nhiều khách là người ta mua 4 năm rồi đó, 4 năm trước là từ ở bên cái showroom màu cam á, đã qua tới showroom này là showroom thứ 3, thứ 4 rồi đó, là người ta quay lại, người ta muốn bán cho khách khác, mà khách khác người ta muốn ủy quyền thì mình vẫn qua hỗ trợ ký hủy thôi. Rồi anh em gửi chi phí hủy rồi cà phê rồi anh em vui vẻ ký thôi. Nói chung là hỗ trợ đầy đủ nha anh em, không cho nên phần giấy tờ là anh em khỏi lo. Còn anh em mua mà anh em thời gian anh em muốn rút hồ sơ, bên mình vẫn có dịch vụ luôn, bên dịch vụ đi rút thôi thì mình trả phí dịch vụ thôi. Nói chung cũng rẻ, không có gì, từ 1 đến 2 triệu, nó cũng không có cái gì mà quan trọng là cái người bán cho anh em nó có hỗ trợ anh em sau mà 3 năm 4 năm hay không, hay là bán xong chiếc xe là người ta quên hết. Rồi ok anh em ha, chúc em trải nghiệm ha. Thì xe đó nó có cái hạ phuộc á, nó đi thoải mái hơn. Còn khao này em muốn tăng á, thì qua bên đây thợ hỗ trợ tăng lên cho em, thì thay cái bát vô thôi, nó rất là dễ. Nhưng mà anh thấy cái đó là hợp á, cái hạ vậy là hợp á, cao nữa là em sẽ bị nhón.
Rồi, ok anh em ha, cảm ơn anh em đã xem clip của mình Biker ha. Chúc anh em nhiều sức khỏe nha.